À, anh Hải anh đi giúp tin học về. Mà tin đi học thì sớm ta, mùa giờ mấy hả nha? Nó ăn bao nhiêu tiền như vậy, thằng sập thành mấy con tiên ngạo, con mặt mông, con người nó bị nặng rồi. Con chó mình phải kiến, kiến này có cái gì mới bố tao. Cô cứ chia sẻ, cô cứ chia sẻ cho cô. Nói nhiều lên, từng cho cộng đồng bạn con biết. Đấy là con mẹ sáu bào, cái thằng bảy báo nó như thế nào, khổ. Ai đời chùa nào cô mới chú mà đi tranh giành tài sản của con người ta, mà ai thế đâu. Có cả thế gian thì chả có ai thế. Cả thế giới thì chả có con người nào như con sáu bào, như thằng bảy báo. Thế bây giờ, chết con phượng về, con danh con danh con là con cáo nhất. Con cáo nhất, con chủ nhất của bọn này. Rồi như thế, con xuân thiện, con xuân phận. Tôi cứ xuống với con người ta. Mà con Loan tao nghĩ chắc là nếu nói nó cũng con trưng thiện như mấy con trưng thiện nó 50 rồi đó. Nó làm gì cũng được bóng xé nó có làm gì đâu. Tự đến với con này, tự đi lên đi đưa con người ta lên nhỏ con người ta đến này ra đây. Cháu cho cô qua đây đứng nè. Cho anh vô mùi. Dạ, trời ơi, cô bị sốc quá. Chú anh chị. Ốm lắm rồi, đi về nói chuyện. Cháu phải cố gắng nói nên bắt nó phải sao. À, cô bức xúc chị sẵn. Nó đi Pháp dễ nó về. Nhỏ luôn. Hãy bảy cho nó diễn quá mà. Nó có gì đó. Nó có gì đó. Nhưng mà chị Kha buộc. Nhưng ta bắt cái gì. Cả con mẹ nó. Yeah. Nhất là cái thằng sạch thành với con tiên áo, con mặt mầm. Nên con báo 20 ca, bây giờ con trả lại bắt được nó. Chúng cũng có một số đứa rồi, nó bị cấm rồi, đi đâu được đâu. Dạ, thì cô chú anh chị ơi, đây là bác giao cơm trái tới giao nè cả nhà. Thấy anh Chánh đẹp trai với Khoa đẹp trai thì đang hỗ trợ ha. Dạ, con chào chú. Cơm trái hay gì vậy chú? Em chào anh Chánh nha. Anh Chánh mới lên hả? 2-3 ngày nay rồi. 2-3 ngày luôn hả? Giờ là 5 ngày hả? Rồi anh Chánh hiền thế nha. À, rong biển kẹp hạt ở nhà. Anh Chánh lúc nào anh cũng cười cười vui vui đó nha. Trời, nay dám vụ chú quýnh cờ luôn. Quýnh với em đi. Chú không quýnh, anh quýnh với em được không? Hồi nay chợ bao nhiêu chiếc? Ngay hả? Dạ. Trong biển nhập hạt thôi chú chị. À, chú chủ chợ thuê cả nhà. Ai kêu chợ chú chợ. Dạ, ba chú. Dạ thì cô chú anh chị ơi, em hôm nay em thấy nhà báo Song Minh có chia sẻ một cái bài viết về Hồng Loan và chú Năm khá là hay và ý nghĩa nè cô chú anh chị. Em xin phép được chia sẻ lại để cho cô chú anh chị mình cùng biết ha. Thì bài viết này cách đây 4 ngày rồi cả nhà. Đó thì em thấy ý nghĩa cho nên là em sẽ chia sẻ lại cho cả nhà mình. Bài viết có nội dung như thế này. Tiêu đề là mong gia đình Hồng Loan sớm được bình yên. Ngày cuối của năm 2023, một năm có quá nhiều kỷ niệm, đặc biệt với drama sóng gió gia tộc Vũ Linh và Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh. Có chuyện này mà tôi chưa từng nói ra khi quyết định tham gia vào drama. Sáng 15 tháng 8, tôi nhắn tin cho Bình Tinh, nói ý định là sẽ ra mặt, sẽ lên tiếng. Bình Tinh nhắn lại, anh cứ làm theo những gì trái tim mình mách bảo. Và ngay buổi chiều hôm đó, tôi đã lái xe xuống mộ nghệ sĩ Vũ Linh. Thật ra, trước khi đi, tôi đã chuẩn bị một đồng tiền xu. Trên mỗi mặt tôi có dán chữ đời y và ca đời y, nghĩa là đồng ý và không đồng ý. Khi xuống mộ, sau khi thắp hương cho cố nghệ sĩ Vũ Linh xong, tôi đã nhanh nhẹn thảy đồng xu đó lên như một cách xin phép. Và cũng hôm đó đến nay, tôi đã có mặt trong drama này.
chắc mọi người cũng hiểu kết quả của đồng xu đó như thế nào rồi đúng không? Và tôi cũng như tất cả các thành viên vì yêu thương mà đến với Hồng Loan, sau đó phải hứng chịu sự công kích, tấn công, hâm dọa từ phía đối lập, và nhất là khi phải hứng chịu thị phi trong dư luận. Nhưng ngược lại, tôi cũng nhận được rất nhiều sự yêu thương, ủng hộ, động viên của cộng đồng mạng. Hiện tại cho đến thời khắc này, tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì mình đã có mặt trong drama này. Bởi vì nếu như không có mặt trong drama này, tôi sẽ có một năm trôi qua thật bình yên. Nhưng tôi bình yên mà gia đình Hồng Loan sóng gió. Nhìn cô em gái mình tin thời điểm đó, bao lần phải chịu oan ức, thật sự tôi không cam tâm. Sau nhiều tháng trôi qua, sau bao nhiêu sự việc, sau bao nhiêu biến cố xảy ra, tôi phải công nhận một điều là cố nghệ sĩ Vũ Linh rất linh thiêng. Và điều đó cũng khiến cho tôi cảm thấy vô cùng ấm lòng khi tham gia drama này. Cố nghệ sĩ Vũ Linh có thể khai khẩu rất nhiều người, nhưng ông luôn bên cạnh chở che, ông cùng với Hồng Ni làm mọi cách để cô con gái mình sống trong trọn tình yêu thương của mọi người, của cộng đồng mạng. Trong drama Sóng Gió Gia Tộc này, Hồng Loan luôn là người ở thế tự vệ, một người luôn ngồi đó thủ thế để khi bị người ta đánh thì chỉ biết đỡ mà thôi. Hồng Loan cũng chưa từng lên mạng phản công hay dùng những lời khó nghe hoặc nói khó nghe hoặc là những hành động khó chấp nhận dành cho phía đối lập. Ngay cả ông xã của Hồng Loan cũng vậy, luôn trong tư thế bảo vệ vợ, bảo vệ gia đình nhỏ của mình, không hề có bất cứ hành động hay lời nói xúc phạm nào đến chồng họ. Gia đình bên vợ rất đáng mặt trượng phu. Với tôi, chỉ cần như thế là đủ, chỉ cần có thể có thế cũng cho tôi thấy rằng mình đã lựa chọn không sai, sự thị phi của mình cũng xứng đáng. Hôm nay lễ Vu Lan, hôm lễ Vu Lan, hôm sinh nhật có nghệ sĩ Vũ Linh ở Hoa Viên Bình Dương, tôi đều khấn ông hãy phù hộ cho drama Sóng Gió Gia Tộc này sớm kết thúc với sự can thiệp của pháp luật. Ai đúng ai sai, ai thật lòng ai giả dối sẽ sớm được phơi bày ra ánh sáng, để gia đình Hồng Loan thật sự có một cuộc sống bình yên, viên mãn. Để tên tuổi ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng mãi mãi là huyền thoại, để gia đình vì yêu thương mà đến luôn nhớ mãi một kỷ niệm không quên trong đời, vì Hồng Loan mình đã đến với nhau. Này, bên dưới là thời gian mà nhà báo Song Minh đã viết cái status này cả nhà, 9:30 ngày 31 tháng 12 2023. Đó, thì đây là những cái dòng tâm sự rất là cảm xúc của nhà báo Song Minh trong cái drama này cả nhà. Đây là cái hình hôm linh mộ mà anh Song Minh chụp với Hồng Loan ngay tổng mộ của chú Năm. Rất là nhiều hoa ha, và Hồng Loan nở một nụ cười rất là rạng rỡ luôn. Còn đây là bức hình gia đình ba thế hệ, ông ngoại nè, rể nè và cháu ngoại ha, rất là dễ thương luôn đó nha. Đây là hình anh Song Minh, chị Bình Tinh, Hồng Loan và anh Linh Tý, rất là dễ thương. Còn đây là tấm hình anh Nguyên Vũ, anh Hải nè, Hồng Loan, chị Hồng Ni và nhà báo Song Minh. Thì hình như em nhớ không lầm là cái tấm hình này hôm bữa là mọi người đi qua bên Viện Dương Lão thăm cô Diệu Hiền ngày 20 tháng 11 nè cả nhà. Thì mấy anh chị chụp cái tấm hình làm kỷ niệm ha. Hôm bữa đó thì lúc chú Năm còn sống thì ngày 20 tháng 11 là chú Năm sẽ qua bên nhà thờ tổ nè, giống như nhớ về người thầy của mình đó cả nhà, qua để thăm cô Diệu Hiền. Thì bây giờ chú Năm không còn nữa thì Hồng Loan đã thay mặt cha mình để đi qua thăm cô Diệu Hiền và tặng quà cho các cô ở Viện Dương Lão ha, rất là quý luôn. Thì cái status này thật sự rất là hay, rất là ý nghĩa luôn cô chú anh chị. Anh nhà báo Song Minh là cũng là một trong những tem yêu thương mà đến ha. Thì khi đến với drama này thì anh cũng hứng chịu rất là nhiều gạch đá cô chú anh chị. Thì buổi sáng hôm nay thấy bài viết của anh khá là ý nghĩa, khá là hay nên là chia sẻ lại cô chú anh chị mình. Cả nhà yêu thương em, like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ em ha.
em có động lực cập nhật thêm nhiều thông tin hay ý nghĩa nữa để chia sẻ cho quý cô chú anh chị mình ha. Chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha.